Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay lúc mình vừa đi Hà Nội sẽ chia sẻ với mọi người một chút về cái con chó Rottweiler Đức và con chó Rottweiler Serbia. Serbia thì bình thường chúng ta cứ gọi là Serbia thôi. Thì rất nhiều người có cái ý kiến cho rằng là cái con Rottweiler không thể phân ra được là quốc gia Đức hay là Mỹ hay là gì ấy, Serbia hay là các quốc gia khác, bảo bởi vì là người ta đưa ra một cái quan điểm là tất cả các con Rottweiler đều xuất phát từ nước Đức, bởi vì Rottweiler là giống chó của Đức. Thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi ngược lại là tại sao rất nhiều các quốc gia trên thế giới này nuôi và nhân giống cái giống Rottweiler của Đức, một loạt các quốc gia mà ở Việt Nam có các con chó nhập về, Nga này, Croatia này, Hungary là những cái quốc gia mà nhập cái con chó Rottweiler về Việt Nam nhiều. Serbia thì là nhiều lắm rồi, ở Đức chỉ có vài con thôi. Nhưng tại sao người ta lại không nhắc đến những cái con chó Rottweiler là đây là con chó Rottweiler Croatia, kia là con Rottweiler Nga hay là gì đấy, mà người ta lại chỉ nói đến con chó Rottweiler Đức hay là con chó Rottweiler Serbia, hoặc là có nhắc thêm nữa là cái con chó Rottweiler Mỹ, nhưng mà chúng ta sẽ ít nghe về cái con Rottweiler Mỹ. Thì đầu tiên là mình phải nói về cái con Rottweiler, cái giống chó Rottweiler thì nó chỉ có một giống chó Rottweiler thôi. Và Rottweiler thì nó là cái con chó, nó có nguồn gốc từ nước Đức. Nhưng với mỗi một cái quốc gia với cái tiêu chuẩn nhân giống và cái định hướng nhân giống khác nhau, nó tạo ra những cái dòng Rottweiler nó có sự khác biệt rõ rệt. Chính vì thế mà người ta mới bàn tán nhau rồi tranh cãi rồi các thể loại là về con Rottweiler Đức và con Rottweiler Serbia. Serbia là rõ nét nhất. Bởi vì Serbia người ta nuôi con chó thương mại không chỉ Rottweiler đâu các bạn, rất nhiều giống chó khác nuôi Serbia và nó cũng có thay đổi so với những cái phiên bản gốc. Giả sử như con Rottweiler thì con Rottweiler ở Đức và con Rottweiler ở Serbia, nhìn chung số đông chúng ta sẽ thấy nó có sự khác nhau. Và mình lại phải nói thêm một cái điều thứ hai nữa lưu ý với mọi người là không phải tất cả các con chó Rottweiler ở Serbia nó đều khác biệt so với những cái con chó Rottweiler ở Đức các bạn nhé. Ở Serbia cũng có những cái trại nhân giống mà người ta chơi cái con chó Rottweiler theo kiểu Đức, nhưng đa phần người ta sẽ nhân giống cái con Rottweiler với cái mục đích thương mại, theo thị hiếu của khách hàng. Nó khác biệt đi với này so với những cái con chó Rottweiler kiểu Đức. Thì nói về cái vấn đề này thì mình sẽ show cho các bạn tờ giấy khai sinh để mọi người có thể so về cái gia phả của cái con chó Rottweiler nhập Serbia và cái con chó Rottweiler Đức, xem là nó có một cái sự khác nhau thì tí mình sẽ show. Đầu tiên là mình đã giải thích cho mọi người về cái việc là cái con Rottweiler nó có phân biệt cái con Rottweiler Đức và con Rottweiler Serbia nhá. Mình phải tóm lại về cái vấn đề đấy là con Rottweiler thì nó không có quốc gia. Nó xuất phát là nó là con chó của nước Đức rồi, ok, sở hữu của nước Đức, nguồn gốc ở nước Đức. Nhưng mà nói về các cái quốc gia, rất nhiều quốc gia trên thế giới này, hầu hết các quốc gia trên thế giới này đều nuôi và nhân giống, nhưng con Rottweiler nó không có quốc gia, nhưng nó có xu hướng ở đây là cái con chó Rottweiler Đức, con chó Rottweiler Serbia như mình đã nói, là bởi vì cái xu hướng nhân giống nó khác nhau, nó tạo ra những con chó nó khác biệt, nó khác biệt nhau khá nhiều. Còn cái nào tốt hơn hay như thế nào đấy thì cái câu chuyện này nó cũng rất là nhạy cảm.
là bạn thích cái con chó Rottweiler như thế nào thì mọi người sẽ cảm nhận thôi. Mình sẽ sâu ra một vài cái thông tin về cái con chó nhập, bởi vì bản thân trại Rottweiler Hervey Hà Nội mình ấy, thì là một cái trại giống hiếm hoi ở Việt Nam, là nhân giống theo cái dòng máu nguồn gen con Rottweiler Đức. Nhưng đồng thời Rottweiler Hervey cũng sở hữu những cái con chó nhập sắc bí thì hay là các nước khác này, Đức có này, Serbia có này, Croatia có này, Lithuania có này, Lithuania. Đấy thì chính là bởi vì là mình sở hữu cái con chó Rottweiler đến từ các quốc gia, nhưng mà nó cũng có những cái điểm chung thôi, thì mình sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà để mà mình nói với các bạn cái câu chuyện ở đây là con Rottweiler Đức và con Rottweiler Serbia, thì mình sẽ là một cái người gọi là đủ tư cách để nói về cái vấn đề này. Ở Việt Nam thì chúng ta bàn về cái con Rottweiler Đức và con Rottweiler Serbia rất nhiều các cuộc tranh cãi ở trên mạng xã hội Facebook, thật ảo, nick thật, nick ảo. Người ta không phải đối mặt với nhau để mà người ta nói chuyện, mà người ta có thể sử dụng nick ảo rồi thế này thế kia, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện nó không có hồi kết, quay ra cuối cùng rồi lại chửi nhau, không giải quyết vấn đề gì cả. Nhưng mà nó có một cái chung là những cái người mà gân gỏ lên để mà tranh luận, không phải là tranh luận mà đến dẫn đến cả chửi nhau nữa, thì những người gân gỏ chửi nhau thì là không phải là những người nuôi con chó Rottweiler của Đức. Đấy các bạn nhé, các bạn là phải nhớ một điều này, bởi vì cái con chó Rottweiler của Đức ở Việt Nam có số lượng nó ít đến thương cảm. Mình sẽ làm một cái video về liệt kê cho các bạn biết những cái con chó Rottweiler nhập từ Đức và Việt Nam, và những con chó Rottweiler nhập từ các quốc gia khác nhưng mang dòng máu của con chó Rottweiler Đức, tức là gì? Cả bố và mẹ nó là con chó Rottweiler ở Đức, hoặc là ông bà, hoặc là đa số dòng máu của nó là cái con chó Rottweiler Đức. Giả sử như là trong cả cái phả của nó, bố mẹ, ông bà, cụ, thì 9 phần 10 của trong cái phả đấy là Đức. Và có những cái trại mà người ta chơi theo cái tiêu chuẩn rất là cao, thì rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một loạt. Hai bàn tay là hết rồi, chứ không có nhiều đâu. Ở Việt Nam có rất nhiều chó nhập, nhiều lắm. Nhưng mà những con chó nhập từ Đức và những cái con chó mang dòng máu Đức thì nó ít lắm. Đây, để mình sẽ show cho các bạn xem là cái có một cái để mọi người có thể có cái nhận định và so sánh. Tại sao mình nói là cái xu hướng nhân giống các con chó khác nhau nó tạo ra những cái kiểu hình và các cái đặc điểm khác nhau của con Rottweiler Serbia và con Rottweiler Đức, thì mọi người sẽ xem mình show cái thông tin giấy tờ, cái gia phả, các cái tiêu chuẩn nhân giống, các cái giải thưởng, mọi người sẽ hiểu. Xin lên đây là cho đấy chống này, cái video của mình nói chán quá. Xin lên ghế ngồi đi, xin lên ghế ngồi để show tí anh show cái giấy của nó xin. Rồi đầu tiên mình sẽ show cho các bạn xem cái thông tin của Dakota, con Rottweiler nhập từ Serbia, là một con chó có cái đã đạt cái giải thưởng Best in Show, con chó đẹp nhất của cuộc thi, nó thắng cả con chó đực năm 2014 ở Sài Gòn. Thì cái phả của Dakota này thì mọi người có thể nhìn xem nhá, mọi người sẽ nhìn, mọi người sẽ chú ý nhá. Mọi người để ý là tất cả các cái thông tin của con bố con mẹ này, và các cái chứng nhận hay là các cái giải thưởng đây, HD, EAD đây, là nó có được kiểm tra về cái
chụp cái xương hông và cái xương bả vai, là tức là nó đạt cái tiêu chuẩn và nó được chứng nhận đây, bên dưới thì không có gì nhá. Hay là các cái đời trước đây, HDAD, đây không có gì nhá, cũng mình nhập Dakota là bởi vì cái phản gen của Dakota ADRK này, tức là con Rottweiler của Đức. Cái tỷ lệ cái con chó Rottweiler Đức ở trên này nó chiếm khoảng 70%. Thì ở cái trên cái tờ giấy này mọi người có thể nhìn thông tin, mọi người có thể nhìn rất là nhanh, cái thông tin nó rất là ngắn gọn thôi. Về gia phả của cả bố và mẹ, các cái kiểm tra chứng nhận cũng như là các cái chứng chỉ chó làm việc hay là các cái giải thưởng con chó đẹp, thi con chó đẹp chuẩn, mọi người có thể nhìn đây nhá. Đây là của Dakota, nó rất là ngắn gọn, nó hầu như là nó không có cái thông tin về các cái giải thưởng con chó làm việc hay là các cái giải thưởng con chó đẹp đâu, hầu như không có nhưng mà rất là ít. Tiếp theo mình sẽ show cho các bạn xem cái con chó, một cái con chó nhập khác của trại mình, Bruno. Mọi người có thể xem Bruno, bố của Bruno là một con chó Đức ADRK. Mẹ của Bruno thì là một con chó mang 70% ở trên phả này thôi nha các bạn nhé, chứ còn các đời trước của nó thì cũng là ADRK thôi, nhưng nó rất là gần. Nhưng đồng thời các bạn sẽ thấy là ở trên phả của mẹ Bruno, con Ultra này thì 90% trong phả nó là ADRK. Bruno là nhân giống bởi một cái trại giống rất là có tiếng ở trên thế giới, có tiếng là chất lượng và cũng rất đẹp. Nhưng mọi người, cái câu chuyện nhân giống trại nào mọi người không cần quan tâm đâu, mọi người chỉ cần quan tâm cái các cái giải thưởng và các cái chứng nhận, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ chi chít các cái giải thưởng và chứng nhận của tất cả các đời trước nha các bạn nhé, các tất cả các đời trước của con chó. Mọi người sẽ thấy là nếu mà những cái con mà có cái ADRK trên này, tức là với con chó của Đức, mọi người sẽ thấy là ít nhất nó sẽ có cái chứng chỉ chó làm việc BH hoặc là một cái chứng chỉ chó làm việc khác. Mọi người sẽ nhìn thấy cái tất cả các thông tin của nó. Còn cái chó đẹp thì có con không, nhưng cũng đa số là nó sẽ có cái chứng nhận cho con chó đẹp. Thì chỉ cần nhìn ở trên tờ giấy này thôi, đây Bruno rồi, mọi người đã thấy được một cái sự khác biệt rồi. Là một bên là tất cả các đời của con chó nó đều được kiểm tra HDAD, tức là nó có cái lỗi di truyền về khớp khung xương, khớp chân trước và khớp hông, khớp quỷu chân trước và cái khớp xương hông đằng sau. Và tất cả các con chó nó đều có những cái chứng chỉ chó làm việc, tức là nó đã qua đào tạo huấn luyện, tức con chó nó phải đủ thông minh, nó đủ sức khỏe để mà nó thực hiện được những cái bài tập đấy cũng như là quá trình tập luyện. Và đấy nó là một cái yêu cầu trong cái việc nhân giống các con chó Rottweiler ở nước Đức, là mọi người, đấy là một cái để mọi người có thể cân nhắc cùng với so sánh nha. Tiếp theo mình sẽ show cho mọi người về cái gia phả của nhà Pila, là một cái con chó Rottweiler cái nhập Đức. Thì đây là cái giấy khai sinh của Melcy. Melcy là con của Pila và Quinto, hai con chó nhập Đức. Thì mọi người có thể nhìn cái các cái giải thưởng chứng nhận các cái đời trước của Pila và Quinto, mọi người cũng có thể thấy được một cái giống như là trong cái của giấy khai sinh của Bruno, là tất cả các con chó nó đều sẽ có các giải thưởng, các cái chứng nhận về HDAD, về xương khớp, rồi có các cái chứng chỉ chó làm việc, tất cả các con giống ở trên phả luôn. Thường là nó có hai cái chứng chỉ chó làm việc chứ không phải một. Thì mọi người nhìn nhận là mọi người có thể thấy được nó có một sự khắt khe
trong cái nhân giống cái con chó Rottweiler của nước Đức. Mọi người nhìn lại cái một cái con chó nhập từ Shakby của trại mình Dakota thì mọi người sẽ thấy đây là một cái con chó rất tốt nhập từ Shakby. Mình có thể khẳng định với mọi người một điều là như vậy. Ở Việt Nam chưa có một con chó cái nào giành danh hiệu Best in Show, tức là con chó đẹp nhất ở trong một cuộc thi chuyên biệt dành cho giống Rottweiler. Thì các bạn phải biết là Dakota là đã đạt được cái danh hiệu ấy, nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Và Dakota thì có những cái đứa con rất là nổi tiếng ở bên Shakby cũng như là ở một số nước ở châu Mỹ. Có mấy đứa con là có đã có một cái video mình có giới thiệu qua về mấy cái đứa con của Dakota rồi đấy, Calito rồi gì đấy mấy đứa mình quên mất tên rồi. Calito là cái con được giữ lại ở Shakby. Thì đây mọi người có thể nhìn cái thông tin lại của Dakota, mọi người sẽ thấy là nó hầu như hết là nó sẽ không có bất kỳ một cái chứng chỉ chó làm việc của các đời trước nhé các bạn nhé. Các đời trước nó sẽ không có chứng chỉ làm việc, tức là cái con chó người ta nhân giống, người ta không có yêu cầu cao về cái vấn đề nhân giống hay là không chụp xương khớp hay là gì cả. Người ta nhân giống đại khái nó cũng sẵn sàng như Việt Nam thôi các bạn. Đấy là mình, các bạn có thể là mọi người có một cái để mọi người so sánh về cái chất lượng nhân giống. Còn đây là mình sâu ra để cho mọi người nhìn cái thực tế, chứ không phải là chỉ là nói là cái con chó ở Đức người ta nhân giống nó khắt khe thế này, cái con chó ở nước khác nó nhân giống nó không khắt khe như vậy. Mọi người sẽ không nhìn thấy được, nếu chỉ nói như vậy thì mọi người sẽ không nhìn thấy được là cái sự khắt khe là nó khắt khe như thế nào. Nhưng khi mà mọi người nhìn ở cái giấy khai sinh, nó sẽ có các cái thông tin cơ bản nhất về các đời trước của một con chó, thì mọi người đã thấy được là cái con chó, các cái con chó ở nước Đức được nhân giống ở nước Đức thì cái tiêu chuẩn nhân giống nó khắt khe như thế nào. Mọi người sẽ thấy là như vừa rồi là mọi người sẽ thấy ở trong cái phản của Dakota thì coi như là bố là coi như là một bên là IRK còn một bên là HR, tức là Hungary. Bên nội nhà Dakota là đều là IRK hết, nhưng mà những con IRK ở Đức là những cái con chó giống ở Đức rồi, nhưng người ta bán đi chứ người ta không giữ lại. Tức là cái việc người ta giữ lại con chó là mình, chúng ta có thể hiểu là những con chó tốt người ta sẽ giữ lại để nhân giống. Những con chó tốt ít khi người ta bán đi lắm. Khi người ta bán đi thì có thể có những con đấy nó sẽ kém hơn. Tất nhiên nó vẫn là những con chó tốt các bạn nhé, bởi vì là cái nhân giống nó khắt khe như vậy thì đương nhiên nó khó ra con chó kém lắm. Có nhưng mà ít. Thì mọi người đã thấy là bản thân là cái con chó IRK như trong phản của Dakota cũng là cái con chó IRK ở trong phản, nhưng hầu như là nó không có các cái chứng chỉ chó làm việc. Đấy là những con chó mà người ta xuất khẩu đi nhé. Còn trong phản của Bruno hay là trong phản của Melsi, tức là nhìn để nhìn phản của Pila và Pinto là hai con chó ở Đức, thì mọi người sẽ thấy là tất cả các con chó trong phản ấy IRK, nếu là cái con chó của Đức IRK thì nó đều có chi chít các cái chứng nhận và các cái giải thưởng ở trên cái thông tin phản hệ. Thì mọi người có thể thấy được là nhân giống nó có một sự khác biệt lớn giữa Đức và các quốc gia khác trên thế giới. Cho nên là người ta mới phân biệt cái con Rottweiler Đức là vì như vậy. Còn ở đây trong cái video này thì mình nói về cái con Rottweiler Đức và con Rottweiler Shakby, tại sao mà người ta lại phân biệt. Mà người ta phân biệt như thế thì có nên hay là không, có đúng hay là không, thì nói chuyện với mọi người một chút là như thế. Là rõ ràng là con Rottweiler thì nó không có lãnh thổ quốc gia. Con chó Rottweiler nó là nó chỉ có một giống duy nhất là cái giống Rottweiler Đức. Nhưng vì cái quá trình phát triển của nó ở các quốc gia khác và có một số quốc gia người ta nhân giống cái con chó này, nó tạo ra cái sự khác biệt rất lớn với cái con chó Rottweiler gốc giả sử.
mình nói là con Rockefeller ở một số quốc gia ở châu Âu như là Croatia này, Hungary, Nga, hay là cái con Rockefeller con Bruno là ở Lithuania, thuộc vào châu Âu, chơi theo kiểu ARK nhưng mà không phải là thuộc vào nước Đức. Thì người ta đâu có phân biệt những cái quốc gia đấy là cái con chó của Croatia, con chó của Hungary hay con chó của Nga đâu, người ta không phân biệt. Bởi vì nó không có cái sự khác biệt rõ ràng so với lại con Rottweiler của nước Đức. Còn tất nhiên nếu mà nói về con nào tốt hơn thì nhìn chung là cái con chó Rottweiler của nước Đức nó sẽ tốt hơn. Vì sao? Là bởi vì mọi người nhìn vào cái thông tin ở trên cái tờ giấy khai sinh thì mọi người có thể thấy được là cái việc nhân giống cái con chó Rottweiler ở nước Đức nó cực kỳ khắt khe. Các yêu cầu về chụp xương khớp này nó tốn chi phí và nó mất thời gian, nó tốn chi phí và sẽ có nhiều con chó bị loại bỏ. Thì mọi người phải hiểu như thế. Và các cái chứng chỉ rõ làm việc là bắt buộc, thì mọi người sẽ thấy là để có một cái chứng chỉ rõ làm việc thì nó nhiều, nó tốn kém. Một là bản thân con chó nó phải là con chó có thể đào tạo được. Hai là đào tạo nó phải mất thời gian, nó mất chi phí. Đào tạo rồi thi còn phải lệ phí. Như ở Việt Nam mình giả sử như là thi con chó làm việc, ít nhất là cái hãng thi BH là lệ phí thi là 3,5 triệu hay là 5 triệu một con gì đấy. Thì mọi người có thể hiểu được, như đấy còn chưa, cái lệ phí thi nó nhỏ lắm. Cái công sức bỏ ra tập cho một con chó mà các bạn hiểu là tất cả các con chó giống của người ta, những cái trại lớn người ta có vài chục con chó ở trong quá trình nhân giống của người ta, tất cả nó đều có chứng chỉ các bạn, và nó còn có vài chứng chỉ chứ không phải một chứng chỉ. Còn những cái con chó tốt của họ, họ sẽ đào tạo chuyên sâu lên để cho nó đi thi đấu ở những cái giải chó làm việc với những cái trại mà cái thiên hướng của người ta là về con chó làm việc, con chó để chuyên là cho con chó làm việc. Còn bình thường thì người ta thiên hướng là con chó vừa đẹp, chuẩn, đẹp để giữ giống và vừa có thể làm việc, và nó có các cái chứng chỉ chó làm việc là vì như vậy. Tức là tôi yêu cầu ông một con chó để được phép nhân giống, ông phải con chó đấy ít nhất nó phải là con chó có khả năng làm việc, bằng cách là ông ít nhất con chó của ông nó phải có một cái chứng chỉ chó làm việc nào đấy, chứ không thể không có được, không có ông không được phép nhân giống. Mình chúng ta có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thì mình nói là các quốc gia khác cũng nuôi con Rottweiler nhưng người ta không tạo ra một cái sự khác biệt lớn với con Rottweiler gốc của nước Đức. Giả sử như con Rottweiler của trại như mình đi, mình có những cái con giống từ Đức, hay là có con giống Shepherd, con giống Shepherd Dakota thì coi như bây giờ nghỉ sinh sản rồi, nhưng có con từ Đức, con từ Lithua và các cái đời con của nó nữa. Khi mà mình nhân giống tiếp theo thì nó không có sự khác biệt nhiều với lại con Rottweiler ở Đức. Nhưng mà nếu mà nói về cái chất lượng thì chọn lọc giống thì sao? Cái chọn lọc giống ở Việt Nam thì nó không có những cái quy định khắt khe như ở Đức. Thì nếu mà nhìn chung chắc chắn cái chất lượng nó sẽ kém hơn của các đời sau, nó sẽ kém hơn là con chó mà nhân giống ở nước Đức chứ. Ở các cái trại mà mình nhập cái con chó này về, mọi người có thể hiểu là như vậy. Không phải tất cả các con chó đều kém hơn, nhưng mà cái chất lượng chung sẽ kém hơn. Đầu tiên là những con chó xuất sắc nhất của họ, họ không bán cho mình. Mình muốn mua họ không bán, họ chỉ bán những cái con chó mà ở cái tầm thứ hai của họ, họ bán cho mình. Những con tốt nhất họ không bán. Mình với trại mình cũng vậy, những con tốt nhất ai hỏi mình cũng không bán, mình phải giữ lại chứ, để mình nhân giống để cho con chó của mình nó tốt lên. Họ cũng như vậy thôi, thì mình sẽ không thể so với họ được. Nhưng đấy là cái các cái quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam thì có trại Govi mình không, nhưng các quốc gia khác người ta không có nhắc đến. Nhưng riêng Shepi thì người ta lại luôn luôn người ta nói là con Rottweiler Shepi, là bởi vì nó có một cái sự khác biệt lớn với lại con Rottweiler Đức. Không phải tất cả Rottweiler Shepi đều khác biệt các bạn nhé. Shepherd cũng có những cái trại người ta chơi như mình lại nói lại về cái câu chuyện. Có những cái trại người ta cũng là nhập nguyên con Rottweiler ở Đức về, rồi người ta nhân giống rồi thế này thế kia.
nó sẽ không có sự khác biệt nhiều. Nhưng mà phần lớn là nó có một cái sự khác biệt. Mà cái sự khác biệt này thì cái câu chuyện mà mình chia sẻ về cái giấy khai sinh, các cái thông tin chứng chỉ rồi kiểm tra rồi này kia, chứng nhận ở trên giấy khai sinh của con Dakota nhập Shopee của trại mình, cùng với lại so sánh với lại Bruno nhập Lithua theo kiểu Đức, và Melsi là 100% máu Đức, để nhìn phả của Quila và Pinto là hai con chó nhập Đức, mà có thể nhìn thấy nó có một sự khác biệt. Đấy, như Dakota là cũng là thuộc vào cái nhóm một số cái trại mà cũng là số ít ở Shopee thích chơi theo kiểu dùng cái dòng máu của bọn chó rô bôi lửa Đức làm cái dòng máu chiếm phần lớn ở trong cái gia phả của bọn chó. Như Dakota, trong trại của Dakota, nếu mà mọi người mà xem cái trại Bang Brook thì mọi người sẽ thấy là các cái con chó của họ thì ở trong cái giấy khai sinh kiểu gì nó cũng sẽ có xuất hiện những con chó ADRK ở trong đấy. Còn phần lớn các trại ở Shelby thì mọi người sẽ không nhìn thấy cái ADRK nào trong cái giấy khai sinh của họ. Phần lớn nha các bạn nhé, mình không nói tất cả, số ít thì là sẽ có nhiều ADRK ở trong giấy, tức là số ít ở Shelby người ta chơi theo con chó nó không khác biệt nhiều so với con chó ở Đức. Nhưng phần đông là con chó nó khác biệt nhiều, chính vì thế người ta sẽ phân biệt con chó Rugler Shelby và con chó Rugler Đức, là nó có cái căn cứ như vậy. Chia sẻ như thế để mọi người đừng có mà khi mà mình thiếu thông tin đấy thì lại nói theo cái kiểu là cái con Rugler nào nó cũng là cái con Rugler mà nó xuất phát từ nước Đức. Tại sao lại phân biệt cái con Rugler Đức với lại con Rugler ở các nước khác? Rugler Việt Nam, Rugler Việt Nam chưa đủ cái khả năng để được phân biệt là một con Rugler có những cái đặc điểm riêng biệt. Thành ra người ta sẽ không có cái câu chuyện con Rugler Việt Nam. Các quốc gia khác người ta nuôi cái con Rugler nhiều hơn nhiều, nó còn chẳng có. Croatia nó nuôi nhiều lắm. Cộng hòa Séc và một số nước châu Âu, và kể cả như giả sử như là Úc, người ta nuôi cũng là cực kỳ nhiều, nhưng người ta nuôi nó không tạo ra cái sự thay đổi lớn với lại so với lại cái con Rugler ở Đức, cho nên nó sẽ không hình thành ra một cái gọi là Rugler Việt Nam. Nhưng nó có Rugler Shelby, không phải là cái câu chuyện này không phải là câu chuyện chỉ ở Việt Nam đâu, mà câu chuyện ở tất cả các quốc gia trên thế giới nó đều có cái câu chuyện giữa cái con Rugler Đức và con Rugler Shelby. Người thích con Rugler Đức, người thích con Rugler Shelby. Nhưng cái ở Việt Nam thì cái con Rugler Đức nó rất là ít. Có trại Gervy mình là cái trại mà có thể nói là cái trại duy nhất mà nhân giống cái con Rugler theo cái hướng cái con chó, các cái nguồn gen của con chó Rugler Đức. Thành ra là mình cũng làm video này để mình chia sẻ với mọi người. Bởi vì là cái việc mà là tranh cãi nhau ở trên mạng xã hội thì nó chả đưa đi đến đâu cả. Mà những cái người, kể cả những cái người khen ngợi hay là phê phán cái con Rugler Đức, những người khen ngợi hay phê phán thì đa số không phải là cái người nuôi cái con Rugler Đức. Hầu như là người phê phán là không phải người nuôi. Khi mà chúng ta không nuôi con chó, chúng ta hiểu cái gì về nó? Các bạn nuôi cái con Rugler ở Shelby đi. Ok, các bạn có thể nói là con Rugler Shelby nó có những cái này tốt, cái này tốt, con chó nó ngầu, con chó nó thế này thế kia. Nhưng mà các bạn lại nuôi con Rugler Shelby, các bạn lại đi bảo các bạn chê con Rugler Đức là nó nhìn nó kém đẹp rồi, nó bé con rồi thế này thế kia. Đấy là hay là nó chẳng thông minh gì cả. Các bạn nuôi được con nào Rugler Đức mà các bạn nói là cái con Rugler Đức nó không thông minh. Các bạn nhìn cái tiêu chuẩn nhân giống nó khắt khe như vậy thì làm sao mà con chó nó
lại kém chất lượng nữa. Luôn luôn trong nhân giống nó có rủi ro nhân giống. Không phải tất cả các con chó ở Đức nó đều là con chó tốt, nhưng đa phần nó sẽ là con chó tốt. Mọi người phải hiểu như vậy. Bởi vì cái tiêu chuẩn nhân giống người ta rất là cao. Và những cái người mà các bạn chưa từng tiếp xúc, chưa từng sở hữu, chưa từng nuôi gần gũi với lại một cái con Rottweiler ở Đức, thì mình nghĩ là các bạn không nên nói về cái câu chuyện cái con Rottweiler ở Đức là nó thế này, nó thế kia, nhất là nói xấu. Bởi vì là các bạn biết cái gì về nó. Mình nói chia sẻ cái video thì nó là công khai, thì mình sẽ nói những cái suy nghĩ của mình, mà mình không phải nói theo cái kiểu là như là trên Facebook thì nó có cái là cứ dùng nick ảo rồi thế này thế kia, rồi sau đấy là bắt đầu là quay ra chửi nhau. Ở đây video này không phải là dành để chửi nhau, mà để mà chia sẻ suy nghĩ cho mọi người, những cái người mà đang muốn tìm hiểu về cái con chó Rottweiler và thắc mắc là tại sao lại cái con chó Rottweiler Đức và con Rottweiler Shepherd và nó có khác nhau cái gì không? Tại sao người ta lại cứ nhắc đến hai cái con Rottweiler đấy mà người ta không nhắc đến những con Rottweiler khác, dù là các quốc gia khác người ta nuôi rất là nhiều. Nhưng thì đấy là mình chia sẻ cho mọi người có thể nhìn, mọi người có thể suy nghĩ tham khảo về cái việc mà người ta phân tại sao người ta lại câu chuyện cả Việt Nam và thế giới người ta đều nói về cái con Rottweiler Đức và con Rottweiler Shepherd. Thì rõ ràng là nó sẽ có một cái sự khác nhau, nhìn chung nó sẽ có sự khác nhau. Sự khác nhau ở đây là vì cái tiêu chuẩn nhân giống, các cái quy định, các cái định hướng về nhân giống. Ở bên Đức nhân giống con Rottweiler với những cái tiêu chí rất là khắt khe, và nhân giống con Rottweiler để nhằm vào cái mục đích là người ta sử dụng, người ta nhân giống cái con Rottweiler là cái con chó của quốc gia người ta, và người Đức người ta rất là thực dụng con chó để phục vụ con người, con chó để làm bạn, để phục vụ con người thì nó phải khỏe, nó phải khôn và nó đẹp. Đấy là người Đức thực dụng. Nếu mọi người mà dùng các cái đồ của Đức, mọi người sẽ thấy cái công nghệ của nó thì tiên tiến, và các cái đồ của nó đều hướng về thực dụng. Cái xe BMW máy nó khỏe, hệ thống vỏ xe nó cứng, nếu mà có va chạm với xe khác thì xe khác bẹp, xe nó không sang, và rất nhiều các cái đồ máy móc khác của người, nếu mà mọi người có sử dụng của Đức thì đấy là cái câu chuyện nó không liên quan gì đến con chó, nhưng nó có một cái là nó là cái truyền thống của cái người Đức thôi. Người ta một cái đất nước phát triển cái và người ta là một cái người thực dụng, người ta trình độ cao, người ta văn minh, người ta nhân giống các con chó, nó phải thực tế, nó phải thực dụng. Người ta không ok với lại cái con chó mà nuôi nó phải hầu nó ốm đau suốt ngày, hay con chó kém thông minh không phục vụ được gì nhiều cho người ta, hay con chó xấu quá không, bệnh tật di truyền loại bỏ, bởi vì bệnh tật di truyền ra để hầu nó. Đấy là cái người ta nhân giống cái con chó là để phục vụ cuộc sống của người ta, và nó là một cái niềm tự hào của cái đất nước người ta. Con Rottweiler là một cái giống chó cổ xưa của nước Đức. Còn với Shepherd thì chúng ta có thể hiểu là người ta nhân giống con Rottweiler nhằm mục đích thương mại. Người ta nhân giống con Rottweiler là để phục vụ khách hàng, nhu cầu khách hàng cần gì, xu hướng khách hàng thích gì thì người ta sẽ nhân giống con Rottweiler theo cái chiều hướng như vậy. Và các cái tiêu chuẩn nhân giống chắc chắn một điều là nó sẽ phải thấp hơn nhiều so với những cái tiêu chuẩn nhân giống ở Đức. Cái đấy thì nó là cái câu chuyện đương nhiên rồi. Và nếu mà nói thêm một chút thì cái con Rottweiler ở Shepherd dễ mua hơn, và nhìn chung
là giá nó mềm hơn so với lại ở Đức. Nhìn chung với những con chó nhập về Việt Nam thì nhìn chung là giá nó đã mềm hơn ở cả Nga rồi. Còn Đức thì một mình nó một giá là cao hơn và nó khó mua hơn nhiều, bởi vì người ta nhìn người ta bán, không phải ai mua cũng bán đâu các bạn. Tại sao mà cái con rút Đức ở Việt Nam nó ít? Nó ít là một là có thể là cái sở thích của mọi người, nhưng mà hai nữa là cái câu chuyện thực tế là cái giá tiền mua con giống nó cao và nó khó mua, không phải ai mua cũng được. Thì nhân tiện là có cái sự vụ ở trên Facebook là tranh cãi nhau bằng cãi nhau, tranh luận rồi cãi, từ tranh luận rồi dẫn đến cãi nhau về cái con Rottweiler Đức và con Rottweiler Shepherd. Thì Rottweiler Govy cũng chia sẻ với mọi người, bởi vì ở Việt Nam trại chó giống mà nuôi cả con Rottweiler Đức và con Rottweiler Shepherd thì chỉ có duy nhất trại chó Rottweiler Govy thôi, chưa có trại khác. Mà đồng thời sở hữu cả con Rottweiler nhập Đức, những con Rottweiler 100% máu Đức, kiểu Đức, và cả con Rottweiler nhập Shepherd. Thì chia sẻ để mà mọi người có thể tham khảo. Còn cái câu chuyện ở đây là mình chưa nói, chưa bàn về cái câu chuyện là một cái con chó nào đấy là tốt hay không. Shepherd có rất nhiều cái con chó tốt, nhưng mà những cái con chó cho tốt đấy của một số trại thì số ít thôi. Cái con chó tốt là cái con chó nó phải có cả ba cái yếu tố khôn và đẹp như mình nói, theo quan điểm của mình. Chứ còn nếu mà con chó mà nó thiếu một bất kỳ một trong ba cái thứ đấy, một con chó không được khôn lắm, có mặt chủ cũng được mà không có mặt chủ cũng ok, thì bỏ qua. Hai là con chó yêu cầu nó phải khỏe. Thế con chó nuôi nó phát sinh hết bệnh nọ đến bệnh kia, lên được 3-4 năm tuổi thì nó đột tử nó chết, vì những cái bệnh tim, gan, phổi, rất nhiều bệnh ở trong nội tạng cơ thể mà nó có thể gây cho con chó đột tử, chứ không phải tai nạn các bạn nhé. Tai nạn gãy chân, gãy tay hay là xe đâm hay gì đấy mình không nói, hay là ở Việt Nam thì nó có tai nạn bị ăn bã đấy, mà mình nói đây là do cái bệnh ở trong người nó ra. Thì những con chó mà như thế, mang những cái bệnh như thế thì không phải con chó khỏe, ok, bỏ qua. Còn đẹp thì nó theo gu thẩm mỹ của từng người. Người thích cái vẻ đẹp hài hòa cân đối, người thì thích cái vẻ đẹp bụi bụi bặm, người thích vẻ đẹp cơ bắp, mỗi người một kiểu vẻ đẹp khác nhau. Thì cái con ít nhất mình nhìn thấy là con Rottweiler Đức nó có đủ ba thứ. Và cái con Rottweiler Shepherd mà mình sở hữu đi là một con chó nhập tốt, thuộc vào loại tốt nhập Shepherd, thì khôn, khỏe, đẹp. Đẹp rồi ok, khôn khỏe thì nó vẫn đang thì thua kém một chút, cả khôn và khỏe. Còn hai con Shepherd nữa à, thôi cái câu chuyện đấy thì thôi dừng ở đây, không có so sánh để mất công lại tranh cãi nhau. Chia sẻ với mọi người một chút về cái con Rottweiler Đức và con Rottweiler Shepherd, để cho mọi người nó có một cái sự nhìn nhận một cái cách chính xác nhất. Những nhất là những các bạn mà đang tìm hiểu về con chó, các bạn đang nuôi con rốt rồi, hoặc là các bạn mới các bạn đang tìm hiểu, để mọi người có thể biết được cái thông tin chính xác nhất, chứ không phải là cái con Rottweiler nào nó cũng như nhau, nó có một sự khác nhau đấy. Còn nó khác nhau như thế nào thì một là qua mình phân tích, hai là các bạn cảm nhận,
các bạn cảm nhận để xem cái kiểu nào nó phù hợp với mình, cái con chó nào nó phù hợp với mình, chứ nó cũng không hẳn là tất cả con Shelby nó đều theo một kiểu và tất cả con đất đều theo một kiểu đâu. Bởi vì Shelby nó như mình nói ban đầu là cũng có những cái trại mà người ta chơi theo kiểu Đức, nhưng phần đông là chơi theo kiểu khác thôi. Con chó nó có một cái sự khác biệt, thì nó khác biệt như nào thì mọi người cảm nhận. Chứ con chó nó không phải là một cái điện thoại để mà mọi người so, chỉ so với cái thể hình, cái điện thoại Galaxy này, cái này cái điện thoại iPhone, hai cái để cạnh nhau nhìn xem là nó có khác nhau một tí cái này cái kia này, nó không phải cái điện thoại. Bởi vì sao? Bởi vì con chó ngoài cái thể hình của nó ra, nó còn có tính cách, nó còn có sức khỏe trong cái quá trình chúng ta gắn bó, chúng ta chăm sóc nó, chúng ta tương tác với nó, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt. Mọi người chưa có cái điều kiện để mà gắn bó với lại cái con robot lớn Đức chẳng hạn, thì mọi người cũng có thể tham khảo một chút qua các cái video của Trạm Mình, các cái video mà quay các cái buổi chơi rất là bình thường của mình với lại những cái con chó ở nhà mình thôi, chứ cũng không phải là theo cái kiểu làm phim hay là này kia. Nó là những cái video hết sức là bình thường, mọi người có thể, nếu mà mọi người có khả năng cảm nhận, mọi người sẽ cảm nhận được một cái gì đấy ở con chó, xem là nó có một cái sự khác biệt thì không, về cái thần kinh tính cách hay là cái vận động của nó có nhanh nhẹn, nó khỏe khoắn, con chó nó có vui vẻ hay không. Con chó nó khỏe thì nó sẽ vui vẻ, con chó nó khỏe khoắn thì nó sẽ vui vẻ, con chó nó yếu trong người thì nó sẽ lù lù, nó không vui vẻ được. Nên như mình đau bụng, mình đau đầu, không biết kiểu gì để mình tươi cả. Mình phải rất là khỏe trong người thì mình mới tươi được. Đây như hiện tại bây giờ như mình đang rất là khỏe, nhưng mình nói chuyện với các bạn này, là các bạn sẽ thấy là mình nói chuyện là nó không gãy, nó có những cái dứt khoát đấy. Thì khi mà cái con chó mà nó vui vẻ, con chó mà nó khỏe mạnh thì nó cũng thế, nó vui vẻ, nó vận động, nó thoát, và chúng ta sẽ cảm nhận là trong những cái con chó mà nó khỏe mình, chúng ta sẽ cảm nhận được nó, cái con chó nó dạt dào sức sống. Nói như thế là mọi người có thể dễ hiểu nhất. Một cái con chó cụ thể nào đấy mà mọi người cảm thấy nó không có sức sống, và có những con chó cụ thể mọi người cảm thấy nó tràn đầy sinh lực, nó tràn đầy sức sống, đấy nó cũng là một sự khác biệt mọi người có thể cảm nhận ở từng con chó khác nhau. Thì đấy là mình cũng chia sẻ thế để mà các bạn đang tìm hiểu thì các bạn có thể tham khảo. Ok, Rubler TV Hà Nội xin chào tất cả mọi người nhé. Siro lên đây nào, Siro lên đây chào khán giả các. Bảo hôm nay nói chuyện quay video rồi. Đây này, Siro lên. Là Si ngồi dậy. Ngồi dậy đã, chào khán giả đi rồi tí nữa lại nào. Ok, Siro và Melsi hai mẹ con cùng với Rubler TV xin chào tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again. Ok. Ok. Rồi, ok, chào mọi người nhé.